Bí quyết để gìn giữ hôn nhân và hạnh phúc trong gia đình đó chính là vợ coi chồng như ân nhân, chồng coi vợ như đại ân nhân, cả đời rất hòa hợp. Các bạn biết này, một bàn tay các bạn lấy hai bàn tay vỗ vào nhau đi, tạo ra âm thanh không ạ? Nhưng hãy để cho một bàn tay trái giữ, lấy một bàn tay phải tác động vào. Có ra tiếng kêu không? Có. Nếu như trong gia đình đi tìm hạnh phúc, chị em phụ nữ chúng em nỗ lực được, làm được, bọn em vun vén được hết ạ. Bọn em vừa yêu chồng, vừa chăm con, vừa cơm nước nhà cửa, đối nội đối ngoại, vừa kiếm tiền phục vụ hết. Nhưng nếu như các anh tham gia vào đó thì các anh được cái gì? Được thuộc về ngôi nhà đó, được thuộc về những đứa con, con biết sự hiện hữu của các anh, cha mẹ các anh được tự hào về các anh, vợ các anh được tự hào về các anh, và các anh thấy mình được sống và tồn tại. Chứ còn nếu như các anh tham gia không nhiều mà mình chỉ gửi gắm thôi, như những cánh chim tự do kia cứ đi cắp thức ăn rồi lại thả rồi lại bắt đi, các anh sẽ rất cô đơn vì không có người thấu hiểu những nỗ lực hy sinh vất vả của mình. Nhưng nếu các anh chia sẻ với người phụ nữ của mình, yêu thương cô ấy hơn, hiện hữu hơn với gia đình. Các anh biết là dịch Covid là thế nào? Là hai từ về nhà. Về nhà có ý nghĩa gì? Về nhà có ý nghĩa về vật lý là về nhà đi và đừng ra ngoài. Cái thứ hai, trong Covid nó có một cái đeo khẩu trang, nghĩa là đừng nói, ít giao tiếp thôi mà hãy về nhà. Về nhà thì sẽ được nói, ra ngoài thì sẽ phải đeo khẩu trang. Điều này có nghĩa là nhà là nơi an toàn, đã đến lúc cho cánh chim mỏi rồi nghỉ ngơi. Các anh trở về nhà có ý nghĩa vừa là nhà vật lý, vừa là nhà tâm hồn. Vì đàn ông các anh quá vất vả, quá hy sinh, quá nỗ lực, đã đến lúc trở về để cho đàn bướm chăm sóc rồi. Hãy trở về rừng hoa của các anh đi, và hiện hữu với ngôi nhà của mình, để nơi đó các anh thấy rằng họ cần các anh, họ yêu thương các anh. Rồi cô hy sinh con cho bà, bỏ lại cả thanh xuân gia đình của mình, một nơi an toàn đến mức độ chuyển thành lười luôn. Lười chỗ nào? Khi ở bên cạnh bố mẹ có đứa trẻ nào chăm đâu, có đứa con cái nào chăm đâu. Cứ về nhà bố mẹ là ngủ bắt lưỡi luôn. Lười dọn cơm tận nơi, bảo đi tắm giục con trai, có không? Rất sung sướng khi ở bên cạnh bố mẹ đẻ, nhưng cô lại không chọn cái cuộc sống an nhàn. Bố mẹ chửi như hát hay điếc, nhưng để của cả thế giới đó, để đi theo bạn, theo bạn đến một cái nơi mà bạn đã hứa hẹn thanh xuân tương lai với cô ấy. Thế rồi đến một ngày trái ý nghịch lòng, họ nói những lời tổn thương nào chăng, bạn giận, bạn hận, bạn chửi họ. Chúng ta lấy cái người vợ đó, cái người vợ đó đã hết lòng với bạn, sinh con cho bạn. Cô ấy một lần mang thai, hai lần mang thai là cô ấy đánh đổi cả thanh xuân cuộc đời của mình, 50% cho đứa trẻ đó, chỉ có 50% sự sống thôi. Thế mà bạn lại vô ơn. Đây là không chỉ lỗi của một người, mà lỗi của rất nhiều người, của cả một thế hệ. Khi phần con và phần người, người ta gọi là phần con người này, chúng ta được gọi là con người. Thế bây giờ, cái phần con ấy, nó là phần thú, nó là phần mà chúng ta còn tập tính. Phần người là phần của đạo đức này, mà chúng ta được lên thân người khó lắm ai ơi. Đức Phật nói rằng, để được thân người này, nó giống như con rùa mù, 100 năm mới ngoi lên biển hơi một lần, mà phải vớ phải cái cẩm thì mới được làm thân người. Nghĩa là thân người khó lắm. Thân người là động vật cao cấp nhất, chúng ta vẫn được là động vật cao cấp, cho chúng ta vẫn còn cái phần thú này. Nhưng để xứng đáng làm người thì chúng ta phải có đạo đức, chúng ta phải bỏ cái tập tính của thú đi và giảm tối đa số, tăng trưởng phần đạo đức lên để xứng đáng làm thân người này. Chúng ta đến với nhau để học bài học về thương yêu, chứ đâu đến với nhau để hận thù, đau khổ, để hành hạ nhau. Chúng ta đến lớp học này để làm gì? Để chữa lành những tổn thương. Thế tại sao còn gieo mầm những tổn thương hơn nữa làm gì? Trong nhân quả nó có một cái sự nhào nặng, hoán đổi vị trí rất nhiều. Cái vị trí này là vị trí làm tổn thương vị trí này, kiếp này không học được, kiếp sau nó lại đổi bài. Để làm gì? Trong cái vũ trụ này tạo ra một cái thứ chất liệu là tất cả chúng ta đến thế giới này là để học một bài: yêu thương, bao dung, tha thứ. Chứ không phải đến thế giới này để hận thù, còn hận, còn thù, còn sân, còn tha, còn si mê, thì ở nơi đó còn khổ đau. Sống có 6 cõi luân hồi, trong đạo Phật có 6 cõi luân hồi, cõi địa ngục.
cõi Atula, cõi súc sinh, cõi ngã quỷ, cõi người, cõi trời, là những cái cõi mà chúng ta được hưởng cái đó ngay trong kiếp sống này, chứ không phải là chờ kiếp sống sau. Khi chúng ta đau khổ nhất, tột cùng nhất, đó cũng chính là trạng thái của địa ngục đấy, đâu phải tìm đâu xa đâu. Vợ chồng ly hôn cũng là trạng thái của địa ngục đấy, vợ chồng ngoại tình cũng là địa ngục đấy, đánh nhau, đó là trạng. Chúng ta được trải qua các trạng thái đó ngay trong kiếp sống, chứ không phải chết rồi sẽ đầu thai ở nơi đâu. Chứ tại sao không biến cái trần gian này thành thiên đường của hạnh phúc, của sự kết nối và thương yêu? Ra ngoài kia chúng ta nói lời cảm ơn, được người bảo vệ, được người xe ôm. Chúng ta bỏ 5.000 ra để mua một cốc trà đá, mất tiền rồi lại còn cảm ơn người ta. Trong khi đó, một người mà đồng hành với chúng ta như thế mà chỉ vì một vài câu nói hoặc một vài hành động không đáng yêu, chúng ta quay sang, quay ngoắt họ luôn, đối xử với họ không ra gì luôn. Thì bạn có tư cách gì để ngủ với người đàn ông đó hay với người vợ đó? Tư cách gì để lấy tiền của họ hay để họ mong họ chăm sóc, ăn quả mà vô ơn với người trồng cây? Thì sau này các con của các bạn sẽ đối xử với các bạn như vậy đấy. Nhân quả nó không có khái niệm đúng sai, nhân quả chỉ có khái niệm thiện và ác. Ta gieo thiện thì ta gặt được những điều tốt đẹp, ta gieo ác thì ta sẽ phải trả những cái nhân quả đó. Hải rất mong muốn bạn tỉnh ngộ.